là tiền lừa các anh. Cầm đi anh, đừng gọi công an anh nhé. Hứa mai sau sẽ là người sống có ích cho xã hội, chẳng lừa đâu ai không sống thảo mai. Bố con tôi cùng cạn lời, bấy lâu nay chịu nhục rồi, lừa đảo đi rồi thu một công con nhé. Bố con ta lấy lại tiền, chút đi bao nhiêu ưu phiền, những gì của ta sẽ mãi là của ta. Thì ra đó chỉ là mơ, mẹ con nó có trả tờ nào đâu. Ước gì có phép nhiệm màu, trở về cuộc sống sang giàu khi xưa. Mong trời đừng đổ cơn mưa, tối nay có chút cơm thừa để ăn. Cuộc sống vất vả khó khăn, con xin hãy giúp tôi ăn bát mì. Bố cháu ôm con cháu thì một tuần chưa có canxi vào người. Không cho mà cứ đứng cười, cô ơi có phải con người hay không? Hoa mắt chóng mặt tăng sông, không cho thì để ông xin bên này. Cuộc sống đau khổ đọa đầy, con xin ít nước mì cay được rồi. Mẹ con đã đi biệt tịch, đừng khóc nhé, mẹ sẽ về thôi. Ăn không thiếu mất giờ, cùng tại bố nên bây giờ con phải sống cuộc sống lang thang. Giờ đã có 2 triệu đô, hai mẹ con ta phải thay đổi. Nhiều năm qua ta chuyên đi lừa, nay sẽ đi buồn, không hành nghề đây nữa. Tao chưa biết bây giờ làm nghề gì lãi cao. Một hàng năm mà con nhiều khi ăn tắm. Mới qua đêm với một thằng, nó đi buôn những thứ này. Mình vào đầu tư lại lắm. Thời Lê đức vua thắng chắn mang về quê hương, nó có năng lượng phi thường, bao nhà sưu tập bốn phương săn lùng. May mắn gặp David Tùng, một nhà sưu tập lẫy lừng năm châu. Hâm mộ ngày đã từ lâu, không ngờ có thể gặp nhau thế này. 3 triệu cho bức tượng này, đi xin gắm gỡ dám ngay một phần. 2 triệu đâu khói vân vân, bà cứ suy nghĩ nếu cần gói tôi à. Tôi mê bức tượng lắm rồi, nhưng cần chuẩn bị để gom đủ tiền. Hy vọng ngài sẽ ưu tiên nhận tặng 100 triệu làm tiền tặng nha. Bố vừa xin của một cô trông cực xinh, 2 gói mẹ siêu kẹo khi xưa con ăn hàng ngày, bao vi trái cây ôi ngọt ngào mê say. Sao bé bé thế này trông thật là đáng thương, là người quen của mẹ con ta khi trước. Lấy chắc đó cho mẹ nào, thấy ông tôi cũng nghẹn ngào. Hoàn cảnh của ông đi đắt vậy sao? Cút đi ngay con mụ này, nếu không cho ăn dày. Mày đừng khinh, tiền đây bọn tao không thiếu. Thích lang thang cho khỏe người, thích lông bông cho sướng đời. Tưởng lừa tao là chết được tao. Bố ơi, đã 3 ngày không được một bát cơm, hạ mình đi gọi lại nhận ngay không phí. Chớ đi ngay con mụ này, bố con tôi không thích tiền. Vậy lì xì cho đứa cháu của tôi. Mới 20 năm kinh nghiệm, chắc chắn đây là đồ thật. Thời Lê, mẹ con bà yên tâm nhé. Biết đâu sau giao dịch này sẽ có thêm nhiều thương vụ, mình cùng làm ăn hợp tác thật sâu. Cheers. Hân hạnh được biết ngài và chào đón ngài đến đây. Cảm ơn. Mời ngài ngồi. Theo yêu cầu của ngài, tôi đã rất khó khăn để tìm kiếm bức tượng này. Mời ngài chiêm ngưỡng. That's something. Quả thật, danh bất hư truyền. Bà định bảo giá 3 triệu đô phải không? Đó là trước đây thôi. Chứ vừa có người trả tôi 6 triệu. Ngài là người tới trước nên tôi ưu tiên ngài đó. Bà đúng là nhà kinh doanh tuyệt vời. Ngài quá khen. Về món đồ này, 6 triệu đô tôi cũng thấy xứng đáng. Nhưng tôi có thể kiểm tra chứ? Xin mời ông.
Wow, amazing, good job. Tôi xin bảo bà, về món đồ này, tôi xin trả 10 triệu. 10 triệu? À, 10 triệu đô, thưa ngài. 10 triệu Việt Nam đồng. Cái đồ của bà, nó giả. What is this? Ngài có nhầm lẫn gì không? Cậu ta có đáng tin không? Maybe. Tôi khẳng định nhé, nếu bức tượng này thật, tôi sẽ trả bà 10 triệu đô bằng danh dự của tôi. Xin ngài chờ cho một lát. Không gọi được cho David Tùng. Ồ, bà quen ông David Tùng? Món đồ này là tôi mua từ David Tùng. Small world. Nhưng mà chắc chắn bà bị lừa rồi. David Tùng là bà chân của tôi. Bà đang sang lùm bức tường như thế này giống tôi. Nhưng ông David chưa bao giờ sang Việt Nam. Bà mất nhiều thời gian của tôi đấy. This is a joke. Let's go. Okay. Ơ kìa. Ôi con ơi. Mẹ, bình tĩnh đã. Chịu. Ai có thể lừa được mẹ con ta? Quả mặt nạ chỉ đặt từ nước ngoài này, công nhận giống thật đấy, nhưng mà hơi nóng chị ạ. Nhưng mà quả máy giả giọng này em mới thấy là chị cao tay. Đây là phần của cậu. Em gì chị ơi, sắp tới có khi em bỏ nghề thuê xe, chị cho em đi theo chị nhá. Làm mấy phi vũ nữa. Em thấy làm cái này giàu nhanh đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm giàu bằng cách lừa đảo. Tôi chỉ lấy lại những thứ mà đã thuộc về gia đình tôi thôi. Tất cả mọi việc khép lại ở đây. Lang thang những bàn chân bước, đôi rách bơ vơ không nhà. Chiếc máy thì người ta mới cho, tao rất buồn vì mày ăn hết luôn không phần tao. Bố kìa bố, ai như vợ của con, ôi con có nhầm không? Vì tao chưa ăn, giờ hoa hết mắt rồi nên tao không nhận ra ai. Con đã trở về với bố. Chúng ta còn nhà đâu?
bên và chăm sóc cho gia đình, và sẽ yêu thương để bù đắp lỗi lầm xưa. Chẳng ham hố mấy cô chân dài tào lao, mãi bên nhau không rời xa, cùng sẻ chia niềm hạnh phúc của gia đình. Và hãy yêu thương, bàn tay nắm lấy bàn tay, ngọt ngào mãi giống như viên kẹo mè xiu. Mẹ ơi, con khổ quá, con không chịu được cảnh này đâu. Mẹ cũng không thể tưởng tượng được có lúc mình lại rơi vào cái cảnh như thế này. Nhưng mà con ơi, các cụ bảo là cái khó ló cái khôn. Mày đã thấy đứa ăn mày nào mà xinh như thế này chưa? Mẹ đã có cách. Cái gì mà ăn ngon ghê, cái gì mà ăn vui ghê, ăn một lần thôi ai cũng sẽ nhớ tên. Kẹo mè xiu, kẹo mè xiu, ngon mè xiu.